Chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại đến video tiếp theo của mình nha. Thì mọi người hôm nay thì mình ra cái vũng nước này ở đây sau lưng mình này, là một cái vũng nước ở ngoài sông Hồng nha. Chỗ này nó là một cái hộp nước. Khi hôm nay thì nước nó dâng lên, nước nó tràn vào trong vũng này. Thì cá nó vào đây rất nhiều nha. Mình thấy cá nó chạy rất nhiều trong này này. Nên là mình có mang hai tay lưới ra đây mình giăng để xem có được con cá nào không nha mọi người ơi. Đó, thì mình sẽ giăng ở dưới đó một cái này. Và mình giăng dọc theo ven bờ này lên trên đây một tay lưới nữa nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi giăng lưới nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, mình sẽ giăng tay lưới ba lớp này nha. Giờ thì mình sẽ kéo từ đằng chỗ cái đây, chỗ này nó có một cái bụi trà này, mình sẽ buộc một đầu ở đó và căng dọc theo đây lên trên đầu bãi trên này nha. Thì giờ do bây giờ là chiều gần tối rồi, nước lạnh lắm mọi người ạ, nên là mình sẽ không nội, chỉ căng lưới trên bờ rồi mình kéo đẩy lưới ra ngoài thôi nha. Rồi mình vừa giăng xong hai tay lưới rồi nha mọi người ơi. Đây một dây mình giăng đây sang bờ bên kia này, chắn ngang luôn này. Còn dây bên này, một tay bên này thì mình căng lên trên đầu bãi kia nha. Giới thiệu với mọi người thì ngoài đây là sông Hồng nha, mùa này là mùa cạn nên là nước trong. Chứ vào mùa kia nước nó màu đỏ, nước đục đỏ suốt ngày suốt tháng luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cởi đầu dưới này cho nó thả lỏng tự do nha. Mình sẽ lên trên, mình buộc ở đầu trên lại. Thả lỏng đầu này tự do để cho lưới nó có độ đàn hồi đó. Khi cá nó mắc vào thì nó không bị căng lưới quá nha. Rồi giờ thì mình sẽ lên trên đầu bãi kia. Trên đầu tay lưới trên kia mình kéo ngược lên chỗ cái mỏm đá đó nha. Do bãi này nước nó cũng mới ngập nên hôm nào ấy, bây giờ nó rút rồi mà nước cái bùn nó dính vào đá này, giờ mình chân mình ướt đi giờ nên là rất là trơn nhá. Như chỗ này là bãi bùn này, nó vẫn còn độ ẩm, nó có rêu nữa này, này đây cả nhà, rất trơn nhá. Đây giờ mình sẽ cầm cái đầu lưới này mình kéo lên trên phía mỏm đá trên kia, trên đây nó có một cái gốc cây nhá, mình sẽ nên mình buộc vào đấy nhá. Còn đầu dưới thì mình sẽ cho thả lỏng tự do luôn. Đây, mình cứ kéo đi như thế này thôi. Chỗ này là chỗ nước sâu. Đây cho mọi người, mình sẽ buộc đầu lưới này vào cái đầu cành cây này nhé. Ây da, dính nún chân. Rồi, mình buộc xong đầu lưới rồi nha. Đây, tay lưới mình vừa giăng xong có hiện tượng dính cá này nha mọi người ơi. Rồi, mọi người nhìn này. Đó. Đó, mọi người nhìn thấy phao nó nôi không ạ? Đây, mình kéo lại cho mọi người xem nha. Đó. Đây, tay ngắn này chỗ kia dính một con cá này nha mọi người ơi. Cá rô phi này. Đây giờ mình sẽ ra gỡ con cá đó nha.
mọi người ơi, con cá rô nó mập ú lù luôn này. Đây nhìn mọi người, nhìn cái thân nó dày như này, rất là mập nha. Đây mình vừa tìm được cái đầu lưới của tay lưới bên này đấy nha. Giờ mình kiểm tra nha. Ô này dính được một con cá rô nữa này. Đây, con này dính được một con cá rô nha. Mình sẽ kiểm tra về đầu kia nữa xem là dính con nào nữa không nhé. Ồ, kia dính một con nữa này. Trên kia còn con nào nữa không? Nhưng mà bị mắc rồi. Rồi giờ mình sẽ gỡ con này đã nhé. Ô, con cá. Con cá nó mập chưa này mọi người ơi. Rồi mình vừa gỡ được con cá này rồi nha. Giờ mình sẽ quăng nó vào trong bờ kìa. Lát nữa mình sẽ nhặt. Đây là gỡ con này nha. Con này thì bé hơn những con vừa nãy. Nhưng mà cũng rất mập nha. Đây, con thứ ba nha, cả nhà ơi. Nước sông vẫn đang lên nha. Đây, giờ nước nó đang tràn vào trong bờ này. Đang tràn ra này, nước đang lên này. Và khả năng là đêm nay nước sẽ lên bên trên cái túi này nha, lên đến cái ngấn này nha. Giờ mình sẽ lấy một cái, mình kiếm một cái chai buộc với đầu phao dưới này để mình định hướng phát hiện được cái đầu phao tay lưới nó ở đâu nha. Đây mình tìm mãi mới được cái chai này nha. Giờ mình sẽ lần ra cái đầu tay lưới đằng kia mình buộc vào nha. Đây mình buộc đầu lưới vào cái chai nó nổi như này nha. Đây, mọi người ơi, mình ra kiểm tra đầu lưới đằng này thì phát hiện chỗ kia dính hai con cá nữa nha. Đó, mọi người nhìn thấy nó chỗ trắng trắng đấy chưa. Rồi mình sẽ kéo lưới vào để gỡ nó nha. Rồi một tay mình cầm máy quay nên là nó hơi rung lắc, mọi người thông cảm nhé. Hai con cá rô rất mập luôn. Rồi, mình gỡ được cá rồi nha mọi người. Dễ khỏe quá.
đây nha. Con cá tiếp theo này, cho nó trên bờ đấy. Con thứ hai ở chỗ này nha, nhìn nó thân nó mập chưa này mọi người ơi. Rất là mập béo nha. Rồi giờ mình sẽ cái đầu kia mình cầm cái đầu ra của cái chai đó mình kéo ra lưới nó căng ra nha. Đây mọi người ơi, đây là số cá mình vừa bắt được sau khi răng hai tay lưới này. Được 5 con này nhá. Cá rất là mập béo luôn. Đây giờ mình sẽ bắt nó cho vào trong cái túi bóng này rồi. Về làm bữa tối cho cả nhà nha mọi người. Cá này về chắc lại chiên xù lên thôi. Ok, đã được 5 con. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi nha. Giờ mình sẽ về nhà và sáng mai mình sẽ ra thăm lưới nha cả nhà. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì sáng nay mình đi thăm hai cái tay lưới, chiều tối hôm qua mình đi răng đó mọi người ơi. Đây là mình cũng đã đến điểm mà mình thả lưới rồi nha. Đây nha, mình đã đến cái hùng nước mình thả lưới rồi nha. Nước sông thì nên to hơn chiều hôm qua khoảng 30 phân. Rồi giờ mình sẽ đi gợi lưới nhá. Này, hai con cá rồi nha mọi người. U đây một con rô phi cực to luôn này. Ủa, tay bị sảy cá rồi. Đây cả nhà ơi, chỗ này được con rô phi trà bá luôn này, to bằng bàn tay mình luôn này.
Ui à, trường quá. Đổ tay nới lên về đoạn cuối móm rồi mọi người ơi. À vẫn còn được một con kìa. Đây mọi người ơi, được một con cá nheo nha, nhưng mà chắc nó vào từ sớm ấy nên là nghèo mất rồi. Vẫn còn ăn được nha, con này vẫn còn nhớt luôn, nhảy răng lưới còn được cả một con cua nữa này. Tay lưới đầu tiên của mình được 3 con rô phi này và một con cá nheo nha. Đó thì mình cho tạm nó vào cái xô này đã rồi về nhà mình mới gỡ nha. Đây, tiếp tục đi thăm tay lưới còn lại này. Có cá nha mọi người ơi. Đây nha. Cá rô nữa nha. Mấy con cá cá cũng bể nha, thêm được 2 em cá rô phi này. Một con bé bé và một con cũng rất to nha, con này cũng bằng bàn tay mình luôn này. Thêm một con rô phi nữa. Con nữa này.
Đây, tay tiếp theo của mình cũng được. 4 con cá rô nha cả nhà ơi. Mình lại tiếp tục cho nó vào xô này, về nhà mình sẽ gỡ cá ra cho mọi người xem nha. Đây nha mọi người ơi, đây là số cá mình hôm qua mình răng lưới được này, mình vừa gỡ ra xong này. Thành quả thì không được nhiều lắm nhưng mà cũng đủ cho một bữa cơm gia đình nha. Ok nha, giờ về. Mình xin được dừng video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Bye bye mọi người.